Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay, bên em lại mới cập bến những sản phẩm audio chất lượng gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo. Trước mặt quý vị đều và các bạn đây là bốn mẫu âm ly của thương hiệu Maxintốt. Chiếc trong cùng bên tay phải em đó là chiếc âm ly Maxintốt MA12000, chiếc âm ly Maxintốt MA8000 và chiếc âm ly Maxintốt MA7900 và Maxintốt MA8900. Và bên tay trái em đây là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acophase, có model là E470. Và bên tay trái em đây nó cũng là chiếc âm ly Acophase E305V. Tất cả hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đó. Nói đến cái dòng thương hiệu Acophase Maxintốt thì các bác cũng đã biết rồi. Đây đều là những thương hiệu lừng danh trên toàn thế giới bây giờ. Và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm từng chiếc âm ly một. Vâng, đầu tiên đó là chiếc âm ly Maxintốt MA7900. Nói đến dòng âm ly Maxintốt thì các bác cũng đã biết rồi. Phía trước mặt thì luôn luôn là sử dụng cái mặt kính này. Hai bên là hai đồng hồ vu màu xanh rất đẹp. Và chính giữa có logo Maxintốt đây và MA7900 đó. Và dòng này còn có thêm cái đường có những cái dàn chỉnh equalizer đây, rất là hay chất lượng. Đó. Và bên tay trái em đây nó là cái đường input thì sẽ báo cái đường vào đây. Đó, dòng này có sử dụng cả USB DA nha các bác nhá. Con này giải mã mạch USB này lên tới 32 bit đó tuner. Đó, tất cả là hoạt động hoàn hảo, tất cả các chức năng. AUX silver USB DA tuner. Đó, đây con 7900. Và bên tay trái em đây nó là cái volume. Volume thì đương nhiên là nó sẽ hiển thị số đây rồi. Đó. Tất cả dòng này thì đầy đủ khiển dây nguồn nha các bác. Đó, máy thì rất là mới. dòng âm ly Maxintốt thì các bác đã biết rồi. Công suất của con này lên tới 200W trên một kênh. Đó, 200W một kênh. Đó, và chính dòng này sử dụng ba cái biến thế. Chính đây nó là biến thế nguồn chính cấp cho cái máy và hai bên là hai nguồn suất âm. Đó thì rất là đẹp. Và những dòng âm ly Maxintốt này thì luôn luôn đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí cho người nghe. Đó, máy thì máy hàng của công ty Đông Thành Hòa Phúc rất đẹp luôn, gần như mới tinh. Đó. Và bên tay phải em đây, đó là chiếc âm ly Maxintốt MA8900. Dòng âm ly Maxintốt MA8900 này cũng nhìn về hình thức cơ bản thì gần như là tương đồng với chiếc 7900 này. Đó, nó về công suất thì cũng như nhau. Đó, công suất cũng 200W. Nó chỉ khác mỗi như một chút về cái phần đường đường tín hiệu đầu vào đây. Đó. USB MT HDMI ba lăng 1 un ba lăng 2, 3, 4, 5, 6, phono, cosian 2, đó, cosian 1, cosian 2, optical 1, optical 2, USB. Đó. Tất cả những con Maxitot 8900 này, nó khác với con 7900 là nó có thêm cái đường cosian 1, cosian 2 và USB. Đó, RCA, HDMI, đó. Nó sẽ có nhiều cái chức năng hơn một chút về còn về phần công suất thì là như tương tương đồng như con 7900 đây. Công suất thì cũng 200W trên một kênh. Đó. Thì máy thì gần như mới tinh luôn. Con này thì còn đầy đủ khiển dây nguồn catalog. Đó. Máy rất mới. Maxitot MA8900. Về cơ bản thì cũng có 5 cái núm chỉnh equalizer ở chính trước mặt đây. Đó, và bên tay trái đây nó là cái volume rồi. Volume số nó sẽ hiển thị đây. Còn bên này thì nó là cái đường input selector đường vào. Đó. Và chiếc âm ly Maxintốt MA7900 này giá em đang giao lưu với quý vị và các bạn giá 109 triệu. Đó, và chiếc âm ly Maxintốt MA8900 này giá em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá là 129 triệu. Đó. 129 triệu nha. Giá rất tốt ở thời điểm hiện tại, những con này ngày trước nó cũng phải tầm khoảng 335 triệu đấy ạ. Đó, rất là tuyệt vời.
Và tiếp theo đây bên này, đó là chiếc âm ly được gọi là huyền thoại. Đây là một trong những cái mẫu âm ly quốc dân được đông đảo anh em ưa chuộng. Đó, chiếc âm ly này đó, thì rất là đẹp, âm ly Acophay E315V. Đó. Con này thì với thiết kế là mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp. Và chính giữa có cái đồng hồ VU đây. Đó. Đây là cái lắp ben. Đó. Và hai bên sử dụng hai gồi gỗ bóng piano rất là đẹp nha các bác. Đó. Đây toàn những mẫu hàng chọn. Đây các bác nhìn nào. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bóng piano. Đây là phía trên lóc. Những dòng âm ly Acouphe E315V này, những cái phía trên mép này nó hay bị những cái cấn nhẹ nhé. Đó. Hay bị những cái cấn nhẹ. Đó, nhưng con này thì còn rất là đẹp. Đó. Hồi gỗ bóng piano nhìn rất là thích mắt. Và chiếc âm ly Acouphe E315V này giá hiện tại đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá cực kỳ là êm ái luôn. Đó. Đây là phía sau. Ba công suất tiêu thụ điện năng là 310W. Đó là và công suất ra loa nó là 160W. Đó. Đây là các đường tín hiệu đầu vào. Và dòng này sử dụng hai cọc loa. Đó. Chiếc âm ly Acouphe E305V này giá hiện tại em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 56 triệu nha. Giá 56 triệu rất là phù hợp với thời điểm hiện tại. Đó. Và tiếp theo đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Maxitot MA 12.000. Đây là chiếc âm ly tích hợp cao cấp nhất hiện nay của hãng Maxitot. Đây là chiếc âm ly hybrid vừa tích hợp giữa bán dẫn và bóng đèn điện tử. Về cái phần dề đây thì là hãng cải tiến đang sử dụng bóng dề 12AX7 USA Maxitot đây, các bác nhìn thấy không? Đó, Maxitot đây. Chạy 4 quả bóng dề 12AX7 và cái phần công suất để sử dụng bằng bóng đề, bằng bán dẫn nhá. Mạch bán dẫn. Và dòng này thì có đầy đủ tất cả các tính năng như USB, coaxial, đồng trục hay là đầy đủ tất cả những công nghệ tích hợp trên chiếc âm ly này. Dòng âm ly Maxitot MA12.000 này với cái thiết kế là rất cơ bắp và mạnh mẽ, hai bên là hai cái quai sách nhìn rất là khỏe mạnh đó, và bên này phía trên đây. Và con này với công suất cực khủng là lên tới 350W trên một kênh. Đó, bao nhiêu? Những trên này nó chỉ là bụi bặm thôi nha. Cái này là lên tới 300W, 350W trên một kênh. Rất là dã man. Đó. Và bên dưới đó là cái sơ đồ mạch của chiếc âm ly này. Đó. Vô cùng là tuyệt vời. Chiếc âm ly Maxitot MA12.000 này, bên em đang có cả hàng mới lẫn hàng lướt nhá. Hàng mới bên em đang hàng mới đang được chiết khấu rất là tốt. Giá hiện tại là 442 triệu và có cái hàng giá mới đang rất là tốt. Các bác quan tâm thì xin là mời liên hệ trực tiếp với em. Còn hàng lướt thì bên em đang giao lưu với quý vị và các bạn giá 245 triệu. Đây là cái phần dàn đi qua chỉnh equalizer. Và bên tay trái em đây đó là chiếc âm ly Maxitot MA8000. Đây là một trong những chiếc âm ly rất là hiếm, được đông đảo anh em ưa chuộng. Thiết kế hai tay sách cũng như con 9000 luôn. Công suất là 300W trên một kênh. Đó. Rất là mới. Công suất 300W trên một kênh. Ghép rất tốt với nhiều dòng loa. Đây là chiếc âm ly mà cũng nói đến thương hiệu Maxitot thì các bác cũng đã biết rồi. Luôn luôn những cái phần máy thì rất là khủng long. Và dòng này thì và dòng này là sử dụng suốt âm biến thế rồi. Em sẽ bóc luôn cái con 4700 cho các bác, 4470 ra.
4.700. Thùng xếp đàng hoàng. Đây là cái hộp khiển dây nguồn. Vâng, em sẽ lấy ra sau và sẽ giới thiệu để các bác cùng trải nghiệm sau. Và video clip đến đây em xin dừng. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.